chức năng nghiền của máy xay sát gạo Takeo TK200 dùng hộ gia đình sử dụng điện 220V. Với dòng xay sát gạo gia đình Takeo TK200 thì chúng ta chỉ cần bật công tắc đảo chiều để chuyển chế độ từ đang sát gạo chuyển qua nghiền hay từ nghiền chuyển qua sát gạo. Sau khi chúng ta cắm điện và bật CB, khởi động nút nguồn để cho đầu nghiền chạy. Sau đó chúng ta sẽ đổ nguyên liệu vào để nghiền. Đầu nghiền của máy sắt gạo Takeo TK200 có thể nghiền được các loại hạt lúa, hạt bắp, các loại hạt đậu, ngô, khoai, sắn, phơi khô, ra dạng cám, dành cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản ăn được. Đây là hình ảnh thực tế khi chúng tôi đang test cho khách hàng tại Long An. Nguyên liệu đang được nghiền là hạt lúa. Khi sử dụng máy, chúng ta có thể đổ liên tục vào để cho máy nghiền. Năng suất của máy là từ 80 đến 150 kg trên giờ. Đi theo máy có hai loại sàng, sàng 1 ni và 2 ni. Bà con tùy chọn để sử dụng phù hợp với nhu cầu của mình. Hiện tại chúng tôi đang nghiền sàng 1 ni cho bà con xem. Đây là nguyên liệu nghiền từ lúa ra. Dạng cám rất nhỏ mịn, phù hợp cho gia súc gia cầm ăn. Xin chào quý bà con. Hôm nay chúng tôi mời quý bà con cùng chúng tôi đi bàn giao máy xay sát gạo gia đình Takeo TK200 cho hộ gia đình ở Long An. Máy xay sát gạo gia đình Takeo TK200 sát lúa ra gạo sạch, nguyên chất. Bây giờ chúng tôi sẽ khởi động máy và cho nguyên liệu là hạt lúa và để sát ra gạo cho bà con cùng xem máy hoạt động đơn giản và hiệu quả ra sao nha. Máy xay sát gạo gia đình Takeo TK200 dùng để sát lúa trực tiếp cho ra gạo không cần qua công đoạn bóc tách vỏ hay trà bóng. Hệ thống sàng dùng lắc dọc giúp loại bỏ các tạp chất ra khỏi gạo một cách hiệu quả. Chức năng nghiền lúa gạo, ngô, khoai, sắn các loại hạt ngũ cốc, vân vân thành cám bột cho gia súc gia cầm. Chức năng làm vỡ bắp, trà bắp, loại bỏ các tạp chất như bụi, mối mọt ra khỏi các loại gạo để lâu ngày. Máy xay sát lúa gạo đa chức năng sát gạo, nghiền cám, sàng dung chất lượng cao. Đây là sản phẩm xay sát gạo với rất nhiều chức năng, đáp ứng được cho các cửa hàng kinh doanh hay các hộ gia đình. Đầu sát bằng inox, trục lô bằng hợp kim độ bền sử dụng cao trong suốt quá trình sử dụng máy. Trục lô được làm bằng hợp kim với sàng sắt dạng lưới bằng thép công nghiệp nhiệt luyện độ bền cao, giúp tách vỏ trấu ra khỏi hạt gạo mà không làm đứt gãy hạt gạo như các sản phẩm khác trên thị trường sử dụng. Sau khi gạo được bóc vỏ sạch ra sẽ được đưa xuống sàng dung 3 cấp. Sàng dung sẽ phân loại hạt gạo trắng nguyên vẹn ra riêng, hạt gạo vỡ đôi ra riêng, hạt tấm và sạn ra riêng. Máy xay sát gạo gia đình Takeo TK200 có bộ điều khiển điện tự động giúp bảo vệ motor và hệ thống điện của máy được an toàn, không bị chập cháy hay giật điện. Máy xay sát gạo gia đình Takeo TK200 được trang bị hệ thống công tắc đảo chiều để chuyển đổi chế độ tự sát gạo trắng sang nghiền bột hay từ chế độ nghiền bột về sát gạo. Qua đó, người sử dụng có thể vận hành máy đơn giản điều chỉnh độ theo mọi yêu cầu mong muốn một cách đơn giản. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo cho các hộ gia đình hoặc các đại lý với quy mô vừa và nhỏ bán các loại cám, gạo tươi, nghiền bột, vỡ ngô mảnh v.v. giúp giảm thiểu thất thoát gạo, cám khi mang đi sát dịch vụ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Thông số của máy xay sát gạo gia đình Takeo TK200. Công suất động cơ chính 3 kW kép dây đồng 100% tiết kiệm điện năng. Đi kèm hai sàng nghiền với kích thước lỗ 1mm và 2mm. Điện áp 220V, 1 pha, điện dân dụng. Tốc độ motor chính 2.900 vòng trên phút. Khối lượng máy không motor 61 kg. Khối lượng máy cả motor 85 kg. Kích thước máy, dài 16cm, rộng 40cm, cao 11cm. Năng suất cho ra sản phẩm, sát gạo, 100-200kg trên giờ. Vỡ ngô, 100-150kg trên giờ. Nghiền cám, 100-200kg trên giờ. Nếu bà con nào quan tâm đến sản phẩm máy xay sát gạo gia đình Takeo TK200, hãy liên hệ đến số điện thoại bên dưới video để được tư vấn chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất cho mình. Chúc bà con một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại quý bà con vào những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.